Các cụ nhà mình vẫn có một câu là tiền ở trong kênh thì tiền chửa, khi nào tiền ra ngoài cửa thì tiền mới đẻ. 500 anh chị em mình nghĩ sao nếu mình có thể nhận một cục doanh thu YouTube của 5 năm trong ngày hôm nay? Lạnh quá trời luôn. Khi làm việc trên một cái nền tảng mới mẻ và hiện đại như YouTube thì cái làm cho anh em chúng ta hào hứng nhất, nhưng cũng chính là cái khiến cho anh em chúng ta tốn tiền mua thuốc trợ tim nhất, chính là sự thay đổi liên tục. Nhiều khi chỉ cần một sự điều chỉnh nho nhỏ của thuật toán thôi có thể khiến cho cái kênh của ta đang lên vù vù tự nhiên lao dốc không phanh. Hoặc là nhiều khi mình tốn bao nhiêu là chất xám, mình tốn bao nhiêu đêm vò đầu bứt tóc suy nghĩ mới tìm ra được, làm ra được một cái chủ đề đang rất là trendy, đang rất là ngon, thì đột nhiên đùng một cái Google thay đổi chính sách và tắt kiếm tiền toàn bộ. Ví dụ điển hình nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy là những hạn chế về nội dung trẻ em tuân theo đạo luật COPPA ban hành năm ngoái. Chúng ta biết rằng là YouTube Việt Nam cực kỳ mạnh về nội dung trẻ em, có thể nói là nhất nhì thế giới. Tuy nhiên đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cái quả bom nguyên tử COPPA phát nổ mà chúng ta thấy rằng là cái chủ đề trẻ em của Việt Nam dường như vẫn chưa lấy lại được phong độ hồi xưa. Túm cái váy lại mà nói thì đừng bao giờ tin rằng cái kênh YouTube chính là tài sản của mình. Đó chỉ là một cái công cụ mà YouTube tạm cấp cho mình mượn để mình tiếp cận với khán giả. Tháng này mình có thể rất là vui, kênh kiếm được tận 10.000 đô, nhưng mà chưa biết tháng sau sẽ ra sao, chưa biết năm sau mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cả. Vậy nên hiện nay mình đang kết hợp với một quỹ đầu tư để cung cấp một giải pháp tài chính cực kỳ độc đáo, chỉ dành riêng cho YouTuber. Chẳng hạn như kể từ ngày bạn chân ướt chân ráo bước chân vào YouTube bắt đầu làm video đầu tiên cho đến thời điểm ngày hôm nay, trên kênh của bạn đã có được 1.000 video, thì cái bên quỹ đầu tư đó sẽ mua lại cái quyền khai thác 1.000 video đó trong 5 năm tới. Để nói cụ thể hơn nha, chẳng hạn như trong 5 năm tới, 1.000 cái video đó của bạn tạo ra được view này, tạo ra được doanh thu, chẳng hạn là 10 tỷ đồng đi, thì bên quỹ đầu tư sẽ ngay lập tức chi trả cho bạn 9 tỷ 900 triệu. Và bên họ sẽ ôm xô, người ta sẽ chịu hết tất cả mọi rủi ro, tắt kiếm tiền, thay đổi chính sách, thay đổi thuật toán, vân vân. Hàng tháng thì doanh thu ở trên kênh sẽ được tách ra làm 2 phần. Phần doanh thu đến từ 1.000 cái video cũ đó sẽ được chuyển về cho bên quỹ đầu tư. Còn những cái doanh thu mà đến từ những video mới mà bạn vẫn làm tiếp ấy thì vẫn thuộc về bạn. Vậy cho nên là tuy mình nhận trước được một cục tiền khá là lớn, nhưng mà hàng tháng thì mình cái cash flow của mình vẫn rất là ok, dòng tiền vẫn đến với mình từ các video mới. Anh chị em mình lưu ý là tuy gọi là mua quyền khai thác, nhưng mà thực ra thì bên quỹ đầu tư người ta không làm gì ở trên kênh của mình cả. Người ta không lấy video của mình để re-up lên một kênh khác, người ta cũng không upload lên các nền tảng khác để khai thác kiếm tiền. Tất cả về quyền sở hữu của video vẫn thuộc về chúng ta, và các bạn hoàn toàn có thể dùng cái nội dung đó để bán sang Trung Quốc, để upload lên các nền tảng khác như Facebook hay TikTok để kiếm thêm doanh thu cho mình. Với một cái số tiền tương đối ở trong tay, mình tin rằng anh chị em sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn để đầu tư cho cái nghề nghiệp của mình. Có thể là chúng ta mua thêm thiết bị, có thể là chúng ta thuê thêm người, tuyển thêm thành viên về cho team. Hoặc là nếu không muốn, bạn vẫn có thể dùng cái số tiền đó đầu tư sang những cái lĩnh vực mới, bất động sản này, chứng khoán này, thậm chí là crypto, tiền ảo luôn. Form đăng ký để tham gia chương trình này mình để ở trong phần mô tả. Điều kiện để tham gia là 10 triệu view trong 30 ngày gần nhất. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video sau.